在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有Lệ Trữ à, em thử nghĩ đi. Cho dù em có ở bên Phong Đằng hay không, thì em đã rất cố gắng để nuôi dưỡng tình cảm này. Trong quá trình nuôi dưỡng này, em trở nên đẹp hơn, hiểu biết hơn, trang nhã hơn và xinh đẹp hơn nữa. Như vậy là đủ rồi. Nhưng mà em cảm thấy những việc trước đây đã làm với Sam Sam dường như không thể hiện được. Em tao nhã, chín chắn đúng không? Hai. Bây giờ cũng không phải là lúc em tao nhã chín chắn đâu nha. Đi, đi chơi thôi. Đi. Nè, sao đi nhanh dữ vậy? Did you want to kiss her? Now. What? Come on. Really? Oh. Just wanted to kiss her. Yeah. Let's go. No. Chơi vui thật ha. Đi đâu đây? Em có muốn ăn gì đó không? Em thấy hơi đói rồi. Vậy em muốn ăn gì? Em biết một chỗ thức ăn rất ngon. Lúc em đi học đại học, chúng em toàn tới đó ăn thôi. Vậy? Em nhớ là... Hey, how was London? Did you have fun? Hey, I can show you around the city. I know some good places. Sorry, we're gonna go home. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Trịnh Kỳ, anh không sao chứ? Có đau không? Có cần tới bệnh viện không anh? Chảy máu rồi kìa. Anh làm em sợ quá nè. Anh không sao. Anh không sao đâu. Please bring an ice pack and some ice. Xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, vết thương nhỏ thôi mà. Cảnh sát đã lập hồ sơ, nhưng anh ấy không chịu tới bệnh viện. Sao lại có chuyện này chứ? Đều tại em hết. Anh ấy muốn làm cho em vui, nên em không chú ý là mình đã đi đâu. Thôi, chuyện này sao trách em được chứ? Là anh đưa em đến đó mà. Với lại hai người đều có lỗi hết. Em đã nói là lỗi của em rồi mà. Tâm trạng của em không tốt nên không để ý là mình đã đi đâu. Đừng truy cứu trách nhiệm nữa được không? Bây giờ anh ra ngoài đi. Em phải chăm sóc bạn trai em.
Được rồi, hai người nghỉ ngơi đi. Dạ tay chút đi. Bạn trai sao? Không đau hả? Để anh tự làm. Mrs. Fan? You must have mistaken. She Mrs. Jing, not Mrs. Fong. Còn đau không anh? Hết rồi. Hôm nay em quên chưa cảm ơn anh. Trừ việc gặp phải bọn côn đồ, mọi chuyện hôm nay đều rất vui. Đã lâu rồi em chưa vui như vậy. Chỉ cần là em vui thôi thì anh có bị đấm cũng đáng lắm. Em đừng bận tâm. Nhưng khi nhìn anh đánh nhau quả thật rất đáng sợ. Em muốn rớt tim ra ngoài. Vậy là ngày hôm nay để em nhìn thấy mặt đen tối của anh rồi. Đen tối? Vì Phong Đằng, em mới phát hiện là thì ra trong tình yêu em có rất nhiều mặt đen tối như vậy. Một nguyên lệ trữ vốn vô tư trong sáng, nhưng trong tình yêu là một kẻ ghen tuông mù quáng, âm mưu tính toán và còn nói dối nữa. Giờ đây nguyên lệ trữ đen tối này sợ rằng đến bản thân cũng sắp không nhận ra nữa rồi. Vậy còn bây giờ em phát hiện bản thân sắp không nhận ra chính mình, vậy em có muốn tiếp tục không hả? Em thấy tình cảm của em bây giờ thật mù quáng và vô nghĩa. Nếu cứ tiếp tục thì còn ý nghĩa gì nữa? Cái gì mà vô nghĩa chứ? Em vừa nói ở bên anh rất vui vẻ mà, đó có phải là sự thật không vậy hả? Em nghĩ trong một mối quan hệ tình cảm cần phải thật thoải mái và tự nhiên. Thank you.
Lệ Trữ à? Đi đâu rồi ta? Xin lỗi, em về nước trước đây. Em vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Alo. Phong Đăng à, Lệ Trưởng về nước trước rồi. Tại sao vậy? Cậu đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Tôi lo cho cô ấy về Thượng Hải sẽ lại mất tích nữa đó. Có phải tinh thần tốt lên dạ. nhiều rồi không? Dạ. Sắc mặt cũng hồng hào hơn rồi đó. Dạ. Nè nè, còn cái cậu này nữa nè. Lần này thật sự phải cảm ơn Tiểu Trương rồi. Cảm ơn cậu. Không có gì, không có gì. Là chuyện nên làm mà. Vậy được rồi, tôi có việc nên đi trước nha. Ờ, được. Làm phiền anh quá Tiểu Trương. Dạ, không có gì, đừng khách sáo mà. Dạ, tôi xin lỗi, đi trước. Tạm biệt anh. Cảm ơn. Đi từ cẩn thận. Tiểu Trương rất là tốt bụng. Với lại mặt mày cũng sáng sủa ha. Và còn là người hiền lành nữa, có phải không? Hình như trình độ học vấn hơi thấp, chỉ là đại học thôi. Vậy thì sao chứ, thanh niên cần phải chịu khó, đó mới là quan trọng nhất. Ông khỏe hơn chưa? Đúng như vậy đó. Dù sao thì lái xe cũng là nghề bình thường, cùng lắm thì về quê tiếp quản xí nghiệp taxi, dù sao làm chủ vẫn tốt hơn mà. Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Bọn con thực sự chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Ôi trời ơi, Sam Sam, cháu với cậu Tiểu Trương đó đúng là thỏa thuận ngầm, lúc nào cũng rất ăn ý. Vậy mà nói là đồng nghiệp sao? Bác không tin đâu. Nhất định là hai đứa thống nhất trước rồi phải không? Không phải như vậy mà. Mọi người thật là... Tiểu Trương là gì? Là vì cô Phương Nguyệt đã có dặn dò nên người ta mới đến giúp đỡ. Hôm nay người ta ở đây cả buổi sáng, vậy mà mọi người liền hỏi này hỏi kia với người ta tùm lum lên à, làm con xấu hổ muốn chết. Mặc dù nói là vì cô Phong đã dặn dò, nhưng mà mẹ thấy quan hệ của con và cậu ấy cũng rất là tốt. Đúng là vậy đó. Cậu ấy nhìn có vẻ chăm chỉ chịu khó, cũng rất là tiến bộ. Nè Sam Sam à, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên có bạn trai rồi, như vậy chúng ta mới yên tâm chứ. Nếu như bây giờ mà nói chuyện của Phong Đằng ra, mọi người không ngạc nhiên mới lạ đó. Hay là để hôm khác rồi nói vậy. Con đã nói với mọi người rồi, bọn con thật sự chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Ôi, không tin đâu. Là đồng nghiệp. Ôi, thì là sao đồng nghiệp, đồng chứ? Nghiệp, đồng không nghiệp phải là bạn trai. Là đồng nghiệp. Tiểu Trương là ai vậy? Là bạn trai đó. Là đồng nghiệp mà. Là đồng nghiệp, làm chung với công ty Sam Sam đó ba. Là đồng nghiệp. Chú Dương à, cứ để hành lý ở đây đi. Dạ. Chú đem hành lý vào trong trước đi, tôi và Lệ Trữ còn phải ra ngoài một chút. Dạ. Anh của mình vừa mới gọi điện kêu mình trông chừng cậu đó. Mình muốn chuyển đi. Bây giờ không phải là lúc nhắc đến chuyện đó. Chúng ta đến bệnh viện được không? Bệnh viện? Phong Nguyệt à, Lệ Trữ, cảm ơn hai người đã đến đón tôi tới bệnh viện thăm ông nội. Không có gì đâu Sam Sam, đúng lúc chúng tôi cũng muốn đi thăm ông nội mà. Lệ Trữ, cô đang ở nước Anh mà. Chuyện đó hàng ngày bọn họ đều rất bận, tôi ở đó thực sự rất buồn chán nên mới về trước. Lệ Trữ, hai người họ bận đến như vậy sao? Một chút thời gian ở bên cô mà Trịnh Kỳ cũng không có. Sam Sam à, Lệ Trưởng mới vừa về, chưa quen với mấy giờ, để cô ấy ngủ một lát đi.
Sam Sam à, chuyện về cuộc điện thoại ở bên anh, tôi rất xin lỗi. Hả? Không sao không sao đâu, tôi cũng hên là có cô kịp thời giúp tôi giải dây. Với lại tôi thì không biết tiếng Anh, vốn dĩ người ta không biết tôi đang nói gì mà. Thật ra cô là một cô gái rất tốt, là một người mà bất kể là nam hay nữ gặp rồi đều sẽ rất thích. Tôi trước đây cũng không phải là tôi coi thường cô, tôi chỉ cảm thấy cô có thể tốt hơn. Anh Phong Đằng la cô sao? Anh ấy không nói với cô hả? Anh ấy thật sự la cô hả? Lệ Trữ, thật sự cô đừng có để tâm, tôi thật sự không có để bụng đâu. Hơn nữa mấy ngày nay tôi đang lo chuyện ông nội tôi bị bệnh phải nhập viện, không có tâm trạng nghĩ cái gì khác. Xin lỗi cô nha. Để tôi gặp anh ấy, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Cũng không thể nói là la. Cô nói coi, với tính cách của tôi có thể đứng một chỗ cho Phong Đằng la tôi một trận hay sao chứ? Chỉ là một chút mâu thuẫn, cũng không phải là chuyện lớn gì. Thật ra tôi vẫn rất ngưỡng mộ cô. Ngưỡng mộ tôi hả? Vì cô không toan tính. Giờ tôi càng ngày càng có thể hiểu được vì sao Phong Đằng lại thích cô như vậy. Vì anh ấy cảm thấy tôi luôn phản ứng chậm chạp, thích ăn hiếp tôi đó. Hình như Lệ Trưởng có tâm sự, cãi nhau với Phong Đằng sao? Nếu không có chuyện gì gỡ bỏ hiểu lầm rồi cũng không đến mức phải cãi nhau chứ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Lệ Trưởng, Sam Sam, chúng ta đi thôi, vào thăm ông nội đi. Cháu đến lời dạ. Chưa? Cháu cũng vừa mới tới thôi thưa bác. Có vẻ ông nội đã khỏe lại rồi ha bác ha. Lắm hả? Có cô Phong đến thăm ông nội nè. Dạ con chào ông. Chào ông, ông chào khỏe hơn cô. Chưa? Du Thư Hảo, sao anh cũng đến vậy? Sao sao? Đã lâu không gặp ha. Cô Phong à, cô đến rồi hả? Lại đây, ngồi chơi. Qua đây ngồi chơi. Không cần khách sáo đâu mà. Cái này, đây là chút tấm lòng của chúng cháu. Được. Cảm ơn nhiều nha. Ba mẹ, đây là Nguyên Lệ Trữ, cô ấy cũng là bạn của con. Dạ chào hai bác. Nguyên Lệ Trữ, cô chính là người phụ trách chuỗi hiệu sách Người Trí Thức Xinh Đẹp Nhất Thượng Hải. Thì chắc cũng có địa vị ha. Anh đứng đây làm gì vậy? Mời khách ngồi đi. Mời ngồi, xin mời ngồi. Không cần đâu, chúng tôi đến đây để thăm ông nội thôi. Ông nội đã khỏe hơn chưa ạ? Thấy trong người thế nào rồi? Khỏe rồi, cảm ơn cô. Dạ, không có gì. Lần trước là do tôi bận. Mọi người cũng biết là bây giờ làm ăn rất là khó khăn. Nếu biết các cô tới thì tôi đã đổi cho ông nội qua phòng dịch vụ nằm rồi. Hai cô tới đây không có chỗ ngồi thật là ngại quá. Anh đừng quan trọng như vậy mà. Chúng tôi đến đây để thăm ông nội thôi. Chỉ cần ông nội thoải mái là chúng tôi đã thấy vui rồi. Đúng rồi, giới thiệu với các cô một chút nha. Du Thừa Hảo, bạn trai Liễu Liễu nhà chúng tôi. Đừng thấy nó trẻ tuổi mà xem thường. Ở công ty nó chỉ đứng sau giám đốc, tương lai rất là rộng mở. Cậu ấy chỉ là cảm thấy để các cô đến nơi này thăm bệnh thì thật là không phải, có đúng không? Dạ phải. Được rồi, không cần lo nữa. Nơi bệnh viện này có gì đáng đến chứ, chúng tôi không quan trọng lắm đâu. Cô Phong à, tôi thấy ba tôi sẽ mau ra viện thôi. Cô bận biểu như vậy, sau này cô không cần đến đâu. Lần này thật sự cảm ơn cô, cảm ơn nhiều lắm á. Xin bác đừng có nói những lời khách sáo như vậy. Thật ra cháu định là đợi ông nội khỏe lên một chút, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi Thượng Hải. Cháu sẽ mời cho, sẽ tiếp đãi thật chu đáo. Không cần. Sam Sam à, cho mình xin lỗi nha, lúc nãy khiến cho cậu khó xử như vậy. Không sao đâu, cậu vui lên một chút đi. Mình chỉ là tò mò sao Du Thừa Hạo lại đến đây vậy. Nói ra cũng dài lắm. Kể từ khi anh ta biết được cậu và Phong Đằng yêu nhau, có lẽ anh ta muốn thông qua mình để kiếm được chút quan hệ với Phong Đằng. Anh ta thường xuyên chạy đến chỗ của mình. Bây giờ mình phải chạy trốn anh ta, giống như là trốn tội phạm vậy đó. Nhưng mà không ngờ tối hôm qua, đúng lúc mẹ của mình đang ở ngay trước cửa nhà. Người như mẹ của mình có phải cậu không biết nhưng đâu. Nhưng mà vậy có phải mẹ cậu lại hòa giải hai người không? Mình cũng không muốn đâu, nhưng mẹ của mình ép mình.
nói là nếu như mình không làm lành với anh ấy thì mình phải theo mẹ mình về quê. Liễu Liễu à, cậu nói xem, bây giờ cậu đã chuyển ra ngoài rồi, công việc cũng ổn định, cậu cũng đã lớn rồi, vậy đừng có chuyện gì cứ khăng khăng nghe theo lời bác gái chứ. Thôi bỏ đi, bây giờ ông nội của tụi mình đang nằm bệnh viện, mọi người ai cũng đều lo lắng hết. Và trong lúc này cậu đừng khiến mọi chuyện thêm rối nữa. Còn bây giờ thì mình chỉ muốn mẹ về quê càng sớm càng tốt. Phải rồi, chuyện của cậu và Phong Đằng mình đã cảnh cáo Du Thừa Hạo rồi, cấm anh nói linh tinh. Được rồi, cảm ơn cậu nhiều. Mình thấy ba mẹ Sam Sam đều là người hiền lành và cũng rất khách sáo nữa. Nhưng mà người bác kia thì có vẻ hơi ồn ào. Và người họ Du kia nữa, hình như là Du Thừa Hảo, bạn trai chị họ Sam Sam đó, cảm giác rất là kỳ lạ. Quan hệ giữa Sam Sam và chị họ hình như là rất tốt nữa. Mình từng nghe Sam Sam kể, cô chị họ đó dường như rất là thông minh và rất xinh đẹp nữa. Điều đó mình phải công nhận. Nhưng có điều là mắt nhìn đàn ông thì hơi kém một chút. Cậu nói xem sau này nếu bọn họ thật sự kết hôn, vậy thì gã họ Du kia với anh của mình sẽ trở thành anh em cột chèo rồi còn gì. Trời ơi, mình thấy cậu lo xa quá rồi đó. Anh trai cậu yêu Sam Sam chứ đâu phải là yêu họ hàng của Sam Sam đâu. Hơn nữa đây chỉ là chị em họ, không phải là chị em ruột mà. Yêu đương mà để ý nhiều như vậy, thà đừng yêu thì hơn. À, Lệ Trữ à, anh mình gọi điện về kêu mình phải giữ cậu ở lại đó. Mình không biết là nguyên nhân gì. Khi mọi người đi Anh Quốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình có cảm giác có gì đó rất là lạ. Cậu đã ngửa bài lên chưa? À, Trịnh Kỳ. Trước giờ chưa từng có chuyện anh tỉnh dậy mà cô gái ngủ bên cạnh mình lại biến mất như vậy đó. Hay cứ nghĩ tới là lại cảm thấy buồn. Xin lỗi anh, em cần thời gian suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ cái gì? Em vẫn chưa muốn từ bỏ Phong Đằng hay sao? Trịnh Kỳ, em thích Phong Đằng 12 năm rồi. Thời gian này em cũng từng thử yêu, nhưng mà em biết người em yêu thật lòng là Phong Đằng. 12 năm thực sự rất dài, cho tới khi sáng hôm đó em tỉnh dậy trong vòng tay của anh thì phát hiện mình không thích Phong Đằng nữa. Trong lòng thấy hoang mang lắm. Ý em là em phát hiện ra không còn thích Phong Đằng nữa mà đã thích anh nên thấy hoang mang có đúng không? Em không chắc chắn. Em không chắc cái gì chứ? Em không biết tại sao là em đã yêu một người trong suốt 12 năm, sau đó đột nhiên chỉ qua một buổi tối đã yêu người khác rồi. Cho dù em khẳng định bây giờ không còn thích Phong Đằng nữa, em cũng không thể chắc chắn người em yêu hiện tại là anh được. Em xin lỗi anh. Có gì đâu mà xin lỗi chứ, em nói có lý mà. Chúng ta nên nghĩ lại những chuyện xảy ra buổi tối hôm đó. Lúc đầu em với Phong Đằng cãi nhau một trận, buổi chiều thì chúng ta vui vẻ lại. Sau đó chúng ta gặp một đám lưu manh và anh bị thương vì em. Buổi chiều hôm đó xảy ra nhiều chuyện cứ như trong phim vậy đó. Em có cảm giác giống như là mình đang trôi dạt trên biển lớn không có điểm dừng. Và giờ thì muốn... Nguyên Lệ Trữ, hiện giờ anh chỉ cần biết một chuyện thôi. Không, là hai chuyện. Thứ nhất, em có biết anh rất thích em hay không hả? Em biết chứ. Vậy thì em có thích anh hay không? Em không biết. Bây giờ có em... hay không? Có. Nhưng mà không phải bây giờ, vì em chưa quên anh ấy. Đối với hai chúng ta đều không công bằng. Anh biết rồi. Lệ Trữ, anh có thể đợi em, nhưng cho em biết anh không đợi lâu được đâu. Em phải nghĩ thật thông suốt đó.
Sam Sam, sao em lại đến đây? Em trốn gì? Không sợ trừ lương hả? Không sợ, em nghĩ phép mà. Đã thấy đỡ hơn chưa? Khỏe nhiều rồi, cũng không còn sốt nữa. Vết thương cũng bớt sưng hơn. Bác sĩ nói là không có gì nguy hiểm anh đâu. Anh hỏi em đó. Em hả? Em rất khỏe mà. Thật không? Vậy lát nữa chúng ta đến bệnh viện thăm ông nội. Tiểu Trương. Dạ. Lái xe đến đây, lát nữa tôi đến bệnh viện. Dạ. Em có chuyện gì sao? Dạ đâu có đâu có. Để em gọi điện thoại cho mẹ đã. Gọi điện để làm gì? Chuyện của chúng ta em vẫn chưa nói cho gia đình biết. Là chuyện gì? Thật ra cũng không có gì. Chỉ là ông nội đang bệnh không tiện nói ra. Liệu Liễu mới chia tay nên thời điểm cũng không tốt. Không được, lý do nghe gượng ép quá. Vì Lý Sam Sam, ba mẹ em đến sao không nói cho anh biết? Tại vì ba mẹ em đến sau khi anh ra nước ngoài mà. Vậy còn chuyện ông nội bị bệnh, tại sao em cũng không nói cho anh biết? Anh đi họp ở nước ngoài, em sợ làm phiền anh. Có phải em cảm thấy tình cảm của chúng ta không chắc chắn, sớm muộn gì cũng chia tay? Hay là do anh không xứng đáng làm người yêu của em? Chúng ta quen nhau làm em thấy xấu hổ lắm sao? Em cảm thấy tình cảm của chúng ta không chắc chắn, sớm muộn gì cũng phải chia tay. Hay là do anh không xứng đáng làm người yêu của em? Mình vẫn không thể nói ra được. Tại sao vậy? Thật ra lúc này mình có rất nhiều cơ hội để nói với ba mẹ và Phong Đằng mà. Không lẽ mình thực sự giống như lời Phong Đằng nói, trong tiềm thức luôn cho rằng mình và anh ấy sẽ chia tay? Cho nên sau khi yêu nhau, mình không dám đến phòng làm gì anh ấy ăn cơm nữa, không dám cho đồng nghiệp biết, thậm chí không dám nói với người nhà. Chỉ có lần mời Song Nghi và Liễu Liễu ăn cơm mới nói. Nếu không phải do Phong Đàn nhắc đến, chắc mình cũng không nghĩ tới. Người ta giấu người yêu vì người ta không thể công khai. Nhưng mình giấu người yêu lại là gì? Hơi tiếc Sam Sam, Phong Đàn đối với mày là thật lòng mà, quan tâm mày như vậy. Tại sao trong thâm tâm mày lại cho rằng nhất định sẽ chia tay vậy hả? Sao có thể trách mình không có suy nghĩ đó chứ? Nhất là làm ở một tập đoàn lớn, mỗi một thay đổi nhỏ đều bị soi mói kỹ càng, bị mọi người xét nét. Ai cũng theo sát mọi hành động của mình. Ai mà không ganh ghét khi mình với Phong Đằng yêu nhau? Nhưng mình có thể trách họ sao? Nếu như mình yêu một trợ lý ngang hàng thì không nói, nhưng đây lại là chủ tịch. Trên thực tế đây là một chuyện hoàn toàn quan đường. Nhỏ bé như mình nên giữ lại chút tỉnh táo, đối mặt thực tế, không nên mơ mộng hão huyền. Mắc công người ta nói là mình đĩa đeo chân hạt. Phải đó, lúc trước chúng ta chênh lệch nhau nhiều như vậy,
Anh có biết là tôi cần bao nhiêu nghị lực để vượt qua không hả? Anh có biết tôi phải nhìn ánh mắt bao nhiêu người không? Anh không biết gì hết mà lại còn giận hờn tôi là sao chứ? Anh nghĩ tôi thoải mái lắm hả? Phong Đàn à, tại sao em lại nghĩ nhất định sẽ chia tay? Vì em sợ sau khi chia tay sẽ đau khổ lắm. Cả nhà ăn cơm thôi. Lệ Trữ đâu? Cô ấy nói là không được khỏe. Lát nữa em sẽ nhờ đầu bếp nấu cháo cho cô ấy là được rồi. Ăn cơm đi. Hai người cứ ăn trước, để đi xem sao. Bộ ở công ty có chuyện gì sao anh? Có gì đâu. À, chắc mới từ Anh Quốc trở về nên đồng hồ sinh học chưa quen thôi. Ồ, mà không phải, chắc ở anh đã xảy ra chuyện gì rồi đó. Ba người cùng đi nhưng lại tách riêng nhau mà về, nhất định là chuyện không tốt rồi. Mời vào. Anh vào được không? Dạ. Lúc ở Anh Quốc, đúng ra anh không nên nổi nóng với em. Xin lỗi nha. Anh không cần phải xin lỗi, vì em cũng không định sẽ xin lỗi. Đến bây giờ em vẫn nhớ rất rõ những việc em đã làm, mỗi câu mà em nói ở Anh Quốc ngày hôm đó. Những lời em nói ngày hôm đó không phải là do nóng giận, là những lời em giữ ở trong lòng từ lâu. Em biết anh từ nhỏ, anh đi đâu em theo đó. Bạn gái nào của anh em cũng từng gặp qua. Tuy anh không bao giờ hiểu được lòng của em, nhưng mà em vẫn chọn ở bên cạnh anh. Vì em có thể thấy một ngày nào đó anh sẽ chú ý tới em, và anh sẽ biết được em nghĩ gì. Lệ Trữ, cuốn Gatsby vĩ đại mà em tặng anh hồi học đại học, anh đã đọc xong rồi. Vậy tại sao lại nói là anh chưa đọc cuốn sách đó? Đọc hay chưa không quan trọng. Quan trọng là anh luôn xem em như một đứa em gái. Anh biết là em không hài lòng với Sam Sam, nhưng cô ấy là bạn gái của anh, là lựa chọn của anh. Em biết là không ai có thể làm lung lay lựa chọn của anh được. Thực ra bao lâu nay em chỉ cần anh cho em một câu trả lời thật rõ ràng thôi. Chỉ cần như vậy. Cho nên cảm ơn anh đã thẳng thắn nói chuyện với em, đã thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình.
Anh muốn hỏi em một điều này. Có phải những người con gái ở bên cạnh anh đều cảm thấy rất mệt mỏi và khổ sở hay không? Anh đang nói tới Sam Sam hả? Cô ấy đã rất cố gắng. Tuy không giỏi lắm nhưng mà hình như cô ấy còn cố gắng hơn em nữa. Phụ nữ chúng em phải thật nỗ lực mới có thể xứng với người đàn ông hoàn hảo như anh. Anh không hề hoàn hảo. Và anh cũng chưa từng nghĩ người yêu của mình phải thật hoàn hảo. Anh chỉ hy vọng cô ấy luôn được vui vẻ, không cần phải có áp lực lớn như vậy. Hoàn toàn có thể dựa vào anh. Áp lực của Sam Sam em biết nhiều cũng có thể hiểu được, bởi vì trước kia em cũng như vậy. Nhưng mà Sam Sam có một trái tim mạnh mẽ. Em tin là cô ấy sẽ vượt qua được. Cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời bị đàn ông từ chối. Được rồi. Bây giờ xuống ăn cơm được chưa? Ăn trễ sẽ không tốt đâu. Ta đi thôi. Sao? Ông được xuất viện. Ông nội của con đó cứ một mực đòi xuất viện về. Lúc nãy bác sĩ tới khám nói có thể xuất viện rồi. Ông cứ hối bà mẹ thu dọn đồ đạc, còn bắt mẹ gọi hai đứa tới đây nữa đó. Ông à, ông đã khỏe hẳn chưa vậy? Không còn ở thêm vài ngày nữa sao? Bác sĩ nói ông khỏe rồi. Ở đây làm gì nữa? Về thôi. Đúng đó, ở đây đâu phải là khách sạn sang trọng ở lại để làm cái gì. Tuy nhà cô Phong rất tiện nghi thoải mái, nhưng mà bác với mẹ cháu Dưỡng phải ở trong bệnh viện nhỏ xíu này. Theo bác á, thà cứ để cho ông nội về nhà nghỉ ngơi vậy còn tốt hơn. Nè Liễu Liễu, con á với Sam Sam làm thủ tục xuất viện đi nha. Hôm nay là thứ bảy, nếu không làm á phải chờ đến thứ hai lận đó, phải không? Đi đi nhanh lên. Dạ, đi đi nhanh dạ. lên. Dạ được, vậy chúng ta đi thôi. À, xong rồi ba, nè đi đi, đi nè. Dạ, 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 xong dạ, dạ, dạ. Con đỡ bà. Có gì không đó? Sao đâu mẹ? Đúng là nhanh thiệt ha, đến nơi rồi hả? Cuối cùng cũng đến nơi. Ba, để con cầm phụ cho. Được rồi, con cầm cái này đi. Dạ. Một cái thôi được rồi. Đi thôi ba. Ba khỏe chưa? Con gái à, lần này không có thời gian dùng cơm với con với Thừa Hạo, để lần sau đi nha, hả? Mẹ đã tốn rất nhiều công sức mới làm Thừa Hạo hồi tâm chuyển ý đó. Con nên sửa đổi tính tình một chút đi nha. Mẹ nói thiệt, mẹ cũng không muốn nhờ giả người ta ba lần bốn lượt như vậy. Con cũng đâu có muốn cả đời này phải lấy chồng làm tài xế đâu, đúng không? Không chịu nghe lời mẹ thì bao giờ mới ngẩng mặt lên được hả? Nè ngoan, ngoan đi ha. Được rồi mà mẹ, con biết rồi. Mẹ không phải lo chuyện của con với Thừa Hạo nữa. Mọi người đi đường cẩn thận. Khi về tới nhà chăm sóc tốt cho ông nội nha. Được rồi. Ba, con đã mua vé giường nằm rồi nè. Sức khỏe của ông cũng không tốt, mọi người đi đường chú ý cẩn thận nha. Được rồi, con cứ yên tâm đi. Mọi người sẽ chăm sóc ông thật chu đáo mà. Dạ. Sau khi về nhà mẹ sẽ gọi điện thoại cho con ha. Sam Sam à. Dạ. Hôm qua bà thấy bản tên của con không bình thường. Phía trên là số điện thoại của ai vậy? Cái bản tên đó của con tại vì cái bản tên trước làm bằng giấy cho nên nó không chắc chắn, rất dễ mất, cho nên con nhờ bạn làm giúp một cái khác đó ba. Phía trên là số của Liễu Liễu,
chị ấy cũng ở Thượng Hải, tiện thể chăm sóc lẫn nhau. À, là số điện thoại của Liễu Liễu, có phải không? Dạ phải. Sam Sam à, thật ra con vẫn còn trẻ, đừng nên quá gấp gáp chuyện gì hết. Dù cho cả đời con không lấy chồng, ba mẹ cũng không ghét bỏ con đâu. Được rồi, ra ngoài làm việc, quan trọng nhất là phải chăm sóc bản thân cho tốt. Con biết chưa, chuyện tình cảm thì cứ tùy duyên thôi, đừng có nôn nóng. Bà lo nhất là con ở bên ngoài bị người ta lừa đó. Thân mình là con gái, cẩn thận vẫn hơn con à. Ba yên tâm đi mà, con đâu có phải là con nít đâu, sẽ tự biết cẩn thận mà. Ba yên tâm đi. Có lẽ bây giờ mình nên nói với ba là mình đã gặp một người đàn ông tốt. Trời ơi, có phải là không gặp mặt nữa đâu, chia ly sướt mướt là cái gì không biết nữa. Còn hai mươi phút nữa là tàu chạy được thì nhanh lên. Tạm biệt con nha Sam Sam. Tạm biệt. Đi nha. Mọi người đi nội cẩn thận nha. Tạm biệt con nha Sam Sam. Tạm biệt ba mẹ. Dạ, tạm biệt ông. Sam Sam à, mình thấy Phong Đặng không đến bệnh viện thăm ông lần nào hết, toàn là để Tiểu Trương với thư ký tới không à. Chẳng lẽ anh ta biết cậu chưa nói với người nhà chuyện hai người yêu nhau sao? Điều đáng nói là anh ấy còn nổi giận với mình. Nổi giận hả? Sao lại đến mức đó? Ai chỉ là thái quá phức tạp của trò chơi. 一投入就害怕失去。如果开始是。